một nhánh của cây sưa khổng lồ ở Hà Nội, từng được bán đấu giá 31 tỷ đồng. Theo người dân, cây sưa ở thôn Phú Chính, xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội có hai nhánh lớn, nhưng một nhánh bị gãy đổ và được bán đấu giá, thu về số tiền hơn 31 tỷ đồng. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho phép người dân ở thôn Phú Chính, xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội bán cây sưa đỏ khoảng hơn 100 tuổi nằm ở làng này. Cây sưa này từng được trả giá 100 tỷ đồng. Quyết định này của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội khiến người dân trong làng rất vui mừng. Ông Vũ Văn Tuyến, trưởng thôn Phú Chính cho hay, có thời điểm cây sưa đỏ được trả giá đến trên 100 tỷ đồng. Nguyện vọng của người dân hiện nay là được bán cây sưa để tu bổ các công trình phúc lợi. Chúng tôi cũng đã đề bạt nguyện vọng này lên xã từ lâu. Theo như thông tin đã đưa, ngày 8 tháng 10, ông Nguyễn Văn Chính, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ, Hà Nội cho biết, ngày 5 tháng 10, đơn vị này đã nhận được văn bản đồng ý của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc cho phép người dân ở thôn Phú Chính bán cây sưa đỏ từng được trả giá 100 tỷ đồng. Theo ông Chính, sắp tới, Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội cùng Ủy ban Nhân dân huyện sẽ về làm thủ tục cụ thể. Việc mua bán cây sưa này sẽ được thực hiện theo hình thức đấu giá công khai. Người dân địa phương hết sức phấn khởi bởi đã xin phép bán từ rất lâu. Sau khi các cấp, các ngành chức năng làm việc cụ thể thì sẽ bàn đến các bước tiếp, ông Chính nói. Theo một số người dân thôn Phú Chính, họ có nguyện vọng được bán cây sưa đỏ này đã từ rất lâu. Về vài năm gần đây, cây có hiện tượng bị khô, mục. Hiện cây sưa này đang được người dân mặc áo giáp sắt chống trộm và canh giữ cẩn thận. Người dân cho biết thêm, trước đây, cây sưa này có hai nhánh lớn, nhưng một nhánh bị gãy đổ và được bán đấu giá cho một đại gia gỗ ở xã Đồng Kỵ, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh với giá 20,5 tỷ đồng vào năm 2010. Tuy nhiên, vụ mua bán đã gây nên những lùm xùm trong một thời gian dài vì khi xe chở số gỗ sưa trên vừa ra khỏi địa phận xã Hòa Chính sang xã Đồng Phú thì bị công an huyện Chương Mỹ kiểm tra, tạm giữ. Năm 2015, số gỗ sưa bị cơ quan chức năng tạm giữ được bán đấu giá, thu về số tiền hơn 31 tỷ đồng. Theo ghi nhận, cây sưa đỏ này có chiều cao khoảng trên 10 mét, đường kính trên 1 mét. Phần gốc cây xuất hiện nhiều vết nứt, dọc phần nhánh cây bị cắt gần như đã khô và bong tróc vỏ. Cây sưa này được bảo vệ bằng những thanh sắt to. Đến thời điểm hiện tại, một phần của cây gỗ sưa đỏ đang có hiện tượng khô một phần gốc, phần thân đang bị mối mọt tấn công mạnh, khiến nhiều người dân địa phương lo lắng. Người dân cho rằng nếu cứ để tình trạng này kéo dài thì trong một vài năm nữa, khối vàng đầu tiên của làng sẽ chỉ còn là mấy thanh củi để đun bếp.